Rồi, đi nhấc lưới cá nha các bạn nha. Phi. Các bạn nào muốn làm đấy thì cứ liên hệ với mình. Cho dù phi này thì chặt gọn thăm. Rồi bị mất một con này, sống một con này. Đấy. Nữa. Thì với ba màn trên 36 phân. Đây là lưới chim, đây là lưới cá, lưới ba màn rộng cao 1m2, kèm 3 số phân, bắt rô phi chép.